Hello, xin chào cả nhà. Qua Mỹ vài ngày nữa là 20 năm rồi á. Lần đầu tiên đi khai thế 7 giờ. Có hẹn 7 giờ sáng. Mà bình thường mình đi làm ra thì cũng mình đi làm thì cũng là 7 giờ rưỡi, 7 giờ 45. Không ngờ hẹn 7 giờ sáng nó quá sớm, tại sáng vậy còn phải đi bộ cả nhà. Trễ hết 20 phút chưa tới chỗ. Hồi nãy có nhắn cho cái chị khai thế nói rồi, chị ơi cho em trễ chút. Nhưng mà không phải chút, hơi nhiều. Cố gắng lắm rồi cả nhà. Thì hồi nào giờ nó thật sự ra là mình khai thế là around khoảng chừng giữa tháng 3 thôi cả nhà. Nhưng mà do vì cái công việc bây giờ mình lại làm thêm cái việc YouTube giúp người vô gia cư đó, thành ra cái việc khai thế của mình đã bị chậm trễ. Nhưng mà cũng gắng tranh thủ khai trước ngày 15 là ok rồi, không sao. Hôm nay có rất là nhiều việc Helen cần phải làm, nên phải hẹn sớm như vậy để mình đi lo xong cái chuyện nhà trước, rồi sau đó mình mới đi làm cái việc của bà con vô gia cư. Helen nói chung cũng xin lỗi, trong cái video có nhiều cái clip cứ lặp đi lặp lại một hai câu chuyện mà giống như một hai cái lời nói giống á. Hai lần cũng làm chắc cũng mình nghĩ chắc cũng cỡ 50 cái video clip rồi, thành ra có thể nó bị trùng hợp chứ không phải là cố tình. Sometimes ví dụ một người đạo diễn người ta muốn quay một bộ phim thì người ta cũng viết cả một cái câu chuyện, rồi cái người mà diễn viên á là phải coi cái câu chuyện đó rồi bắt đầu mới diễn theo. Còn Helen á thì là một cái YouTuber không qua trường lớp. Những cái gì Helen làm được chỉ là từ trong đáy lòng của mình mà có ra, mà Helen nói thôi. Những cái trường hợp mà lặp đi lặp lại hơi nhiều lần thì đó có thể là do cái con người thật của Helen, những cái gì Helen nghĩ là nó nằm trong cái đó, tư tưởng của Helen. Sometimes mình ra đó rồi mình lại quên, mình lại dùng tới dùng lui, thì đó là những lời thật cả nhà. Tại vì khi mình nói dốc mình không thể lặp đi lặp lại được vài lần như vậy đều giống nhau, tại vì trong thâm tâm của Helen nó đã khắc ghi trong cái trí nhớ của Helen là những cái công việc đó, những cái suy nghĩ đó là nó tự phát sinh từ trong người Helen ra, chứ không phải là Helen diễn giải một cái câu chuyện để cho mọi người lấy sự cảm động từ mọi người. Thì thật sự mình không bao giờ quên ơn của anh Ân, đã là một cái mạnh thường quân rất là mạnh để giúp cho Helen trong bước khởi đầu làm YouTube chưa có ai biết đến Helen. Nhưng mà anh là người không biết, anh chỉ coi qua Helen có vài clip, với lại một phần anh cũng đã quen, anh từng đã quen anh Quyền, cũng đã từng giúp anh Quyền đứng lên một hai lần mà anh Quyền lại té xuống. Nhưng mà do cái sự do cái cách làm việc của Helen nó làm cho anh cảm động và anh lại mở tâm một lần nữa. Mà cũng Helen phải nói là rất là cảm ơn anh, một vị mạnh thường quân rất là tốt để giúp cho những người vô gia cư nói chung, và giúp cho Helen giống như dạng sự ta nói khởi đầu nan, thì giúp cho Helen cái công việc YouTube của Helen nó cũng có cái hy vọng hơn, là khi Helen muốn kéo một người vô gia cư lên bờ thì mình cũng phải có một người phía sau support để cho họ một cái việc làm hay là một cái chỗ ở giống như anh Ân hiện giờ. Rất là cảm ơn anh vừa giúp được những người vô gia cư thay đổi cuộc sống, mà anh vừa là Helen chỉ là một cái người mà đứng giữa gieo cái duyên này thôi, nhưng mà anh là người rất là quan trọng đã giúp cho những người vô gia cư có thể thay đổi cuộc sống nếu họ muốn. Có thể giúp cho Helen giúp cái kênh YouTube của Helen phát triển, tại vì khi mà cái công việc của Helen trôi chảy cái thời gian đầu á thì gặp rất là nhiều khó khăn, nói chung về kỹ thuật, nói chung là rất là nhiều thứ mà mình phải học hỏi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây vẫn là như thế nào, có một cái mạnh thường quân, có những một cái mạnh thường quân mà đã giúp hỗ trợ cái công việc của mình để cho nó thuận buồm xuôi gió, để giống như là một cái bàn đạp để mình tiếp tục đi và mình có cái tiếng nói hơn trong cái ngành YouTube. Thì trong tương lai Helen cũng hy vọng có nhiều business
Có nhiều mạnh thường quân có business, mở cái tâm ra để đón nhận những người muốn đứng lên thay đổi cuộc sống, để cho họ có một cái việc làm ổn định, để người ta trở lại một cái con người bình thường. Thì cơ hội thì mình cũng phải, nếu mình có điều kiện thì mình cho người ta chỉ một cơ hội thôi. Tại vì á, cả nhà biết không, mình cho tiền á thì chỉ có là hại người ta thôi, hại mấy người vô gia cư thôi. Mình cho người ta cái công ăn việc làm, cái chỗ ở ổn định trước, cái bước đầu của người ta rất rất là quan trọng. Thì Helen sẽ tới cái chỗ thay khai thế xong ra rồi Helen lại nói chuyện tiếp với cả nhà nha. Helen khai thế ở chỗ này đây. Chị này rất là dễ thương nha. Chị rất là dễ thương, nhưng mà chị cũng bận lắm, bởi hai lần phải hẹn sớm như vậy để hai lần khỏi phải chờ đợi. Hello, hai lần xin nói về thuế của hai lần chút xíu ha. Đúng ra là mình đóng thuế cũng nhiều ngay cả nhà, do cái income của hai vợ chồng làm thì cũng giống như nó dở dở ương ương, không có nhiều mà cũng không ít, mà ở đây mà cái phần mà dở dở ương ương vậy đóng dữ lắm. Nhưng mà nhờ năm rồi hay là mua chiếc Tesla, ngay cái đợt mà giống như là Tesla cho lợi 7.500 hay là gì đó, với lại tiểu bang cho lợi 7.500 khai thế, thì bây giờ mình mới làm xong thì mình biết là mình được khấu trừ 7.500 vô cái income của mình, thành ra cái income của mình nó tụt xuống, là mình bóp cái khai thuế ha. Đúng ra là hai vợ chồng nghĩ sẽ đóng thuế nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc là với lại mình làm thêm một cái nữa cả nhà, mình để tiền vô cái IRA đó cả nhà, thì cái income của mình nó lại tuột xuống nữa, thành ra mình được lấy thuế về. Hai chồng thì cứ nghĩ bị đóng thuế không, nhưng mà không có lấy cả, không có đóng cả nhà, mà lấy về cũng khá lắm mà nha. Thì cái IRA nó cũng rất là tốt, nếu mà mình có tiền thay vì mình để ấy thì mình để vô đó, mình để vô cái chỗ mà IRA để mình xếp tiền mình đầu tư đó, thì nó cũng tốt cho cái thế của mình, không phải đóng thế nhiều. Với là một phần nữa là nhờ, nói chung mình cũng may mắn là mấy cái chuyện giống như mình mua xe ngay cái đợt mà chính phủ người ta giúp cái này giúp cái kia, thành ra mình cũng bị khấu trừ thế, thành ra cái lương của mình nó bị vô mấy cái đó nó khấu trừ xuống, thì mình sẽ không bị đóng thuế nhiều, nó rất là có lợi nhiều cái, mình may mắn thôi. Nói chung thì mình làm những cái việc có thể, việc làm nhiều việc tốt, thì những cái chuyện may mắn như vậy nó tự tới với mình không cần phải tính toán. Chứ thật sự trong đầu mình là lúc nào mình cũng năm nay là hai vợ chồng nói là chắc mình năm nay mình đóng thế nhiều lắm. Còn mấy cái vụ mà lem thế về từ thiện á thì Helen chưa có làm, tại vì Helen không có giấy tờ giống như những cái gì mình cho hồi đó, giờ mình làm hơn 4 năm nhưng chưa bây giờ mình lem vô cái vụ mà mình cho người ta để mình lem thế, rồi mình lấy thế lợi hay mình trừ thế hay này kia đó, Helen chưa có vụ đó nghe cả nhà. Chừng nào mà Helen làm nếu mà cái trong tới tương lai đó Helen làm giống như là lớn hơn, có tiền từ YouTube, nhưng mà năm nay nếu mà thật sự mình Helen kiếm tiền từ YouTube mà có khá một chút lên bạc ngàn đó, là Helen phải nhờ người giúp Helen làm cái tờ giấy của Sin City, làm cái tờ giấy non profit á, để cho mình khai thuế từ thiện đó cả nhà. Chứ không thôi là cái YouTube này á mình làm lên á, mình lấy ra mình giúp người vô gia cư mà nó lại cộng vô với cái income của mình thì mình phải đóng thuế dữ lắm đó cả nhà. Thì trong tương lai thì không sớm muộn, trong mình nghĩ cái năm nay là bắt đầu mình phải coi để cái hướng mà để mình xin cái miếng giấy đó. Có một cái phiền phức đối với Helen về cái miếng giấy đó là khi mình làm cái giấy đó mình phải ghi chép đồ rõ ràng, mấy cái receipt phải giữ đó. Trời ơi, cái vấn đề giấy tờ nó thiệt. Mình không có chuyên về từ thiện không cả nhà, không, cái này mình chỉ làm thêm, mình giúp người thôi. Thành ra mình cũng vẫn còn đi làm, thành ra cái mình không có thời gian để mà mình ghi chép sổ sách cho nó, mình sợ mình miss cái này cái kia mà đụng tới thế á, là hai lần không có thích về cái vấn đề mà không rõ ràng. Tại vì không có, mình không bị audit thì thôi, mà khi mình bị audit nó rất là phiền phức, có thể lôi cái hồ sơ thế mình ra đó, giấy tờ của mình ra được 3 năm hay là gì đó. Nó rất là mệt mỏi, mọi người biết rồi, cái giấy tờ đâu phải là một năm cũng là nhiều rồi, mà cái này nó lôi, nó lục lại từ mấy năm trước nữa,
Nhiều khi mấy cái giấy tờ, cái receipt của mấy năm trước đó, cả nhà biết không, mình mà mất mất hả gì sao mình kiếm được, phiền lắm, xin giấy tờ rất là phiền. Bởi Helen không có thích làm cái non profit này, nhưng mà trong cái thời gian, cái tương lai thì cái giống như cái công chuyện nó cứ dần dần lớn lên thì mình phải theo cái quỹ đạo của nó, chứ mình cũng không, mình muốn làm theo mình cũng không được nữa cả nhà. Thì để xem như thế nào, hy vọng là Helen sẽ làm được tốt cái công việc này, tại vì Helen cũng muốn nhờ người giúp lắm, nhưng mà thực sự ra là giống như nhiều người nhiều ý kiến quá cả nhà, hiểu hiểu không, mình không có muốn thêm cái stress nữa. Có nhiều người giống như mỗi lần có nhiều người giống như là có lúc mình post ở group người Việt đó cả nhà, thì có lúc người ta cũng đóng góp nhiều, có lúc người ta đóng góp ít, mà khi đóng góp nhiều mà mình nhờ người làm, cái mấy người chỉ có làm lặt vặt thôi, mấy người nói trời ơi người ta đóng góp như vậy sao mình đi phát kịp. Nói chị, mình đâu phải mình phát cơm, mình có thể làm thêm nhiều chuyện khác, nhưng mà giống như những cái nhỏ nhặt như vậy á, nó cũng làm cho mình cảm thấy là bị cái question, thêm cái question để mình suy nghĩ, cả nhà biết không. Thành ra Helen thích làm, mình là vậy đó, tại vì Helen biết Helen làm gì rồi, không có, Helen không muốn nghe cái ý kiến gì mà trái trái chiều nữa hết, tại vì khi mà lên cộng đồng mạng đó, là mình đã nhận được rất là nhiều cái ý kiến khác nhau, đã mệt rồi, thấy không, người ta không hiểu đã mệt rồi. Nhưng mà những người trong nhóm đó nhiều khi người ta cũng không hiểu xác thực hơn nữa, người ta lại cho có những cái question mà mình phải suy nghĩ. Helen không muốn chuyện đó nữa, thành ra Helen cứ làm mình hoài là vậy đó cả nhà. Mình biết trong cái tâm mình làm như thế nào là được rồi. Dạ. Và mình hiểu hai từ nhân quả thì mình mới làm được cái việc này, mình không có bị giống như là đi sai đường cả nhà. Với lại á, trong mỗi một cái con người á thì nó đều có cái tâm thiện và cái tâm ác hết cả nhà. Nhưng mà thường cái ác á, cả nhà thấy không? Có phim ảnh cũng vậy nữa. Cái ác lúc nào nó cũng mạnh mẽ hơn cái thiện chứ. Những cái gì mà xảy đến với mình lúc nào mình cũng nghĩ về cái phần phần lợi cho mình trước tiên, rồi mình mới nghĩ tới người khác, đúng không cả nhà? Nhưng mà cái đó Helen bảo đảm với cả nhà là Helen không bị trường hợp đó. Tại sao? Khi mà có những cái việc gì tới, giống như mình đi giúp người ta, mình thấy người ta khổ thì mình thấy người ta khổ thì mình không có nghĩ gì hết á, mình không có tính toán gì hết trơn. Ok, bây giờ thấy một người nè đang đi bộ, có một chiếc vớ trên chân, còn chân kia chân không, thì cái tâm lý của Helen ngay lúc đó là gì? Kiếm làm sao cho họ đôi vớ với cho họ đôi dép hay đôi giày đấy họ mang. Tại vì ở bên đây á, không phải như ở Việt Nam hồi xưa á, mình chân lắm tay bùn, mình đi đá đi này kia mà không có đau. Nhưng mà qua đây mình mang giày mang dép nó lâu ngày rồi, cái da mình nó cũng mỏng đi rồi, cái độ sensitive nó cũng nhiều hơn cả nhà biết không. Thì khi mình thấy người ta đi như vậy mình rất là đau, mình chỉ nhìn thấy thôi mình đã đau rồi, mà nhiều khi cả nhà biết không, thấy họ đi á, họ đi mà họ không dám bước cái chân xuống cái mặt đường luôn cả nhà, là họ là cả nhà biết nó đau tới cỡ nào rồi. Rồi khi mình lại gần á, mình thấy chân của người họ nó nứt nẻ rồi, giống như là nó bị muốn rỉ máu rồi, nó bị nhiều khi đạp đồ nó bị trầy xước đó, cái nó cũng làm cho bị đau rồi, rồi dơ nữa cả nhà, nó làm cho bị nhiễm trùng. Trời ơi, nhiều người ta bước mà mình thấy giống như mình, người ta muốn muốn đi trên không luôn chứ không muốn dám bước chân xuống cái mặt đường nữa, là cả nhà biết người ta đau đớn tới cỡ nào. Thì những khi cái chuyện nó xảy ra đó, những cái gì giống như một trời lạnh mà Helen thấy người ta là bận có một cái áo mỏng, là mình cảm giác đó, là nếu như mình là mình bận cái áo đó mình đi ra ngoài thì cái cảm giác mình như thế nào, thì cái đó cái tâm trạng của Helen như vậy, lúc nào cũng đặt người ta vô cái tâm trạng của mình hết thì mình mới hiểu sâu sắc hơn. Thì mình mới giúp người ta được trọn vẹn hơn, không có suy nghĩ nhiều. Thật sự Helen đó cũng rất muốn là giúp cho mấy anh chị em vô gia cư có cái công việc làm, ít nhiều gì người ta cũng có đồng ra đồng vô cả nhà. Giúp tiền á, thì giống như khi mình cho tiền á, là mình chỉ tạo cơ hội cho người ta lún sâu thêm thôi cả nhà. Thành ra Helen rất là cần có những cái sự hỗ trợ từ những cái business mà có thể mà cho cái job hay là cái việc làm gì đó để Helen hướng dẫn những người cần đi làm đó cả nhà. Helen rất là cần cái chuyện đó hơn là cái chuyện mà mọi người đóng góp nào này kia. Thật sự á, Helen á làm cái này á không bao giờ kêu gọi để giúp cho người dân dân cư cái này cái kia. Cả nhà coi những người ở trong YouTube này nào đã
từng coi những cái post trên group người Việt San Jose thì đã biết Helen hơn 4 năm nay. Chưa bao giờ và cũng không bao giờ kêu lên để kêu gọi xin tiền hay gì hết. Bất cứ mọi phương tiện hay là mọi mặt, Helen không bao giờ kêu gọi xin tiền. Mà bây giờ qua làm YouTube cũng vậy, Helen vẫn giữ cái đầu quay đó của Helen. Những ai cảm thấy Helen làm muốn phát tâm đóng góp để vô cái quỹ nấu cơm của Helen thì Helen nhận. Nhưng mà cái đó là từ anh chị em muốn phát cái tâm để giúp Helen thì Helen sẽ nhận. Còn nếu như đừng ai hiểu lầm chỗ này nha, tại vì Helen không có kêu gọi, again không có kêu gọi nha. Còn cái ví dụ mấy anh chị em mà muốn giúp tiền á thì Helen không có hứa là sẽ muốn giúp tiền cho những người vô gia cư thì Helen không có hứa chuyện đó, tại vì nó rất là phức tạp, Helen không có thời gian để làm mấy việc đó đâu, rồi người ta lại đi tới đi lui khó kiếm lắm, rồi Helen cứ phải nhớ rồi phải đeo cái nợ đó hoài, Helen không làm được chuyện đó. Rồi còn cái việc mà về nấu nướng của Helen, nấu cơm phát của Helen hay là phát đồ ấm của Helen á, thì nếu cả nhà cảm thấy theo dõi một thời gian cảm thấy muốn ủng hộ đóng góp cái phần đó với Helen thì Helen nhận, rồi dùng cái số tiền đó lại để mua những cái thức ăn, những cái đồ ấm để Helen phát đồ ấm hay là bất cứ cái gì, đôi dép, đôi giày, đôi vớ hay là cái này, những cái gì mà những người vô gia cư cần thì Helen sẽ dùng cái đó để Helen mua. Nhưng mà again không có kêu gọi ngay cả nhà. Khi nào cả nhà cảm thấy hoan hỷ muốn phát tâm giúp đỡ cho Helen để có thêm kinh phí thì Helen mới nhận, còn Helen không có xin. Cái không có xin ở đây không phải là Helen chảnh, mà là Helen không có muốn cả nhà suy nghĩ sai cái hướng làm việc của Helen. Tại vì Helen chưa xin mà đã có người đã nói là câu view kiếm tiền bỏ túi ha, cả nhà thấy không? Rồi nói Helen là cái gì? Nói Helen đó là làm từ thiện thì đâu có cần phải chụp hình quay phim đưa lên đây kể lễ. Nếu như một người hiểu việc thông cảm thì đây là những cái sự chia sẻ Helen đã làm với những người vô gia cư, chứ không phải đưa lên đây là để kể lễ. Một cái câu chuyện mà mình không nói chuyện để mình dẫn dắt thì người ở ngoài cuộc, người không có đi làm giống Helen làm sao hiểu hết được. Đây là chỉ là một cái sự chia sẻ đối với Helen thôi, chứ không phải là kể lễ. Nếu mà Helen kể lễ, Helen tính toán thì Helen đã không làm được việc này. Tại vì khi mà mọi người ra gặp những người vô gia cư thì mọi người có cái lợi nhuận gì từ họ? Giống như mọi người nói mình lấy hình ảnh của họ lên để mà câu view kiếm tiền bỏ túi riêng. Cả nhà không thấy Helen cho đi còn hơn là những cái gì mà Helen nhận, chưa hề nhận được một cái gì từ những người gia cư. Chỉ có những cái phim ảnh đơn thuần là ví dụ mình đi phát cơm, mình đi cho đồ thì mình quay họ để mình lấy cái mình lấy những cái đoạn phim đó, mình phải bỏ một cái thời gian rất là nhiều để vô mình edit phim rồi mình upload lên để mình post lên cho cả nhà, share với cả nhà để cả nhà thấy, thông cảm với những người vô gia cư sống lề đường. Còn mình cũng bỏ rất là nhiều thời gian học hỏi để mình làm được cái YouTube này. Thì cái giá trị của cái thời gian của mình, cái này là công sức của mình. Thì YouTube nếu mà mọi người ủng hộ cái việc làm của Helen, giúp cho kênh Helen phát triển, thì again, cái kênh này sẽ kiếm được tiền từ quảng cáo của YouTube. Thì khi mà có cái tiền quảng cáo đó, tùy theo mọi người ủng hộ như thế nào. Nếu Helen có nhiều lên bạc ngàn á, thì cả nhà hãy nhìn Helen sẽ làm gì với số tiền đó. Chứ không phải Helen quay họ lên để kiếm tiền cho Helen có một cái income cho gia đình của Helen. Thì những người nào mà mới coi YouTube của Helen thì Helen muốn nói lại là khi Helen làm hiện tại làm hơn 4 năm cơm nước, là lúc thời gian đầu là Helen tự bỏ tiền túi, sau này đã có Mạnh Thường Quân ủng hộ về cơm nước nấu nướng thì Helen có cái quỹ nhỏ. Thì nhưng mà cái tiền điện, tiền nước, tiền rác đó là Helen vẫn là giống như là vẫn phải trả. Rồi những cái tiền mà xài lặt vặt Helen vẫn phải trả, Helen không có trừ hết vô cái quỹ được. Nhưng mà khi YouTube mà Helen làm được khoảng chừng 2-3 ngàn trở lên thì bắt đầu Helen sẽ trừ lấy một ít
một ít từ cái YouTube đó ra để Helen chi trả những cái bill đó. Còn bao nhiêu Helen sẽ dùng số tiền đó lại giúp ngược lại người vô gia cư. Thì mọi người cứ hãy nhìn đi, Helen còn dài lắm. Helen, mọi người cứ nhìn cái cách làm việc của Helen, rồi lúc đó nếu mà thấy không đúng như những gì Helen làm, mọi người chửi cũng không muộn. Helen chấp nhận nếu Helen làm sai. Mọi người cứ cho là Helen nói nhiều, giọng chát chúa. Bây giờ ông trời ông sanh Helen ra vậy, giờ Helen làm gì đây? Cái giọng nói mình bây giờ, ví dụ như có một anh chị cộng đồng mạng nào đó nói chuyện từ từ, bây giờ kêu mấy anh chị thay đổi phong cách nói chuyện nhanh lên, mấy anh chị làm được không? Ai làm được cho Helen, lên tiếng cho Helen biết đi. Cái đầu quay của Helen nói chuyện là trời sanh ra nó vậy, mình là dân miền Tây mà, có sao mình nói vậy. Bây giờ ví dụ Helen có dàn dựng ra đi nữa, khi mà vô cái câu chuyện Helen quên cũng lòi ra hả, cũng lòi cái tập của mình ra hả. Helen không muốn giả tạo người sao, cái việc thiện mà mình làm thiện mà, mình đâu có cần giả tạo cả nhà, có sao mình nói vậy, đúng không? Mình đâu phải mình quay phim để mình coi như là kinh doanh đâu. Nếu mình quay phim mình kinh doanh thì mình sắp xếp dàn dựng câu chuyện đâu đó đàng hoàng mình mới quay, đúng không? Còn cái này Helen đơn thuần ok nấu cơm, quay phim nấu cơm, phát cơm, quay phim phát cơm, vậy thôi. Có gì mình trong lòng mình nghĩ sao mình cứ nói vậy. Thành ra mới có nhiều người nếu mà ngồi coi đàng hoàng, suy nghĩ đắn đo trước khi mình nói này kia thì sẽ nhìn thấy cái thật của cái video của Helen, người thật việc thật, chứ không phải nói màu mè để cho mọi người bị lôi cuốn theo rồi không có nhận xét được là cái video đó là thiệt hay giả, hay là chỉ là một đoạn phim nào đó để lấy lòng mọi người, phải không? Thì thức ăn á, Helen cho đó là có sao mọi người thấy Helen cho giống vậy, chứ Helen không phải là show off mọi người là ô rình rang như vậy rồi mà thức ăn cho không ra gì, không có nghe cả nhà. Thật sự mình cho là mình cho hết cái lòng cái dạ mốc mình, là nói chung là ruột để ngoài da đó cả nhà, có sao nói vậy, cho là bằng cái tâm của mình chứ không bao giờ mà tính toán gì hết đó. Thấy tội, thấy thương người ta quá. Mình á, mình có điều kiện hơn, mình ăn thiếu một chút ở chỗ này nhưng mà về nhà mình cũng có đầy đủ đồ. Còn người ta đó, cho người ta ăn một bữa đàng hoàng tại người ta không có được như vậy mỗi ngày, thì thành ra hay là làm cái gì cũng vậy, lúc nào cũng cho người ta ăn uống đầy đủ. Mới hồi nãy đang ở trong chỗ khai thuế, anh Quyền có gọi Helen nói Helen ơi, hồi tối hôm qua chắc anh ngủ trễ hay gì á, sáng nay anh dậy anh xuống làm trễ hết 1 tiếng. Cái mình nói ủa, nếu như mà anh Quyền không có thật lòng, anh Quyền giống như cái vấn đề nó không có quan trọng để báo cho Helen biết, cả nhà biết không, nhưng mà anh gọi anh báo cho Helen biết tại vì anh nghĩ á, nếu mà anh không nói trước á, thì có thể nhiều khi anh ân lại cầm len này kia với Helen, anh không có muốn Helen bị phiền phức nữa tại vì Helen đang giúp ảnh. Ảnh rất là có ý thức cả nhà. Anh nói là ồ, anh dậy trễ 1 tiếng, anh xuống làm trễ 1 tiếng nghe Helen. Mình nghĩ trong lòng chứ anh này cũng thật thà, cũng tốt, giống như những cái gì anh làm sai anh báo cáo cho Helen liền. Giống như lúc trước mình cho ảnh mấy cái áo ảnh bán, ảnh xài, ảnh mới nói với Helen mình có lỗi với anh, có lỗi với Helen, 2 cái áo lạnh em cho anh bán anh xài rồi. Helen hiểu chứ, tại vì ảnh ngoài đường đâu có tiền, mà Helen đâu, lúc đó Helen đâu đưa tiền cho ảnh bó túi đâu, tại sợ ảnh đưa tiền á, cái đầu quay của Helen á, những cái người đang hút chích á, mình đưa tiền họ bó túi á, người ta cũng không cảm thấy đói nữa cả nhà, người ta chỉ có nghĩ trong đầu người ta là dùng cái tiền đó để mua thuốc để hút thôi, thì cái cách cho tiền như vậy là mình hại người ta. Thành ra Helen không có cho tiền, Helen chỉ cho đồ xài đồ này kia thôi. Nhưng mà khi anh nói á, ảnh nhận thức, anh nói với mình là ảnh bán 2 cái áo đó rồi là mình cũng không có hỏi nữa, tại mình hiểu mà, ảnh không có tiền lấy gì ảnh không bán, ảnh bán là ảnh xài chứ ảnh lấy gì ảnh ăn ha. Thì Helen cũng không có trách ảnh nữa, nhưng mà có những cái việc nhỏ ảnh báo cáo với mình, mình thấy cái sự chân thành của ảnh, thấy không, ảnh cũng muốn đứng lên, trong lòng mình thấy vậy. Thì hôm trước trước khi Helen rước ảnh về cái nhà đó ở, thì ảnh có nói với Helen anh còn giấu Helen chuyện, hỏi chuyện gì anh, thì ảnh có đi theo một YouTuber người ta có cho anh 100 mấy, mà ảnh nói anh xài hết rồi, nói sao người ta cho anh không để dành anh xài, từ anh xài gì hết vậy. Anh Quyền cái tật của ảnh Helen thấy rồi đó, ảnh thấy ai khổ là ảnh móc ảnh cho liền cả nhà, mặc dù ảnh homeless đó, nhưng mà ảnh thấy người ta khổ hơn ảnh là ảnh móc cho liền. Được một cái là ảnh rất là rộng rãi, chứ không phải là ảnh bo ảnh tính cho bản thân, ảnh giữ cho bản thân ảnh đâu. Thành ra tuy là vô gia cư, tuy là hút chích, nhưng cái tâm thiện của anh Quyền vẫn còn. Mà từ cái chỗ thiện đó, khi ảnh còn một chút chỗ thiện đó, ảnh gặp cái thiện của mình,
ảnh làm cho ảnh cái tâm thiện của ảnh thức dậy, tỉnh thức dậy cả nhà. Thành ra Helen khi ảnh nói chuyện với Helen, từ lúc Helen quay video tới giờ cả nhà thấy có bây giờ ảnh trợn mắt trợn mũi mà ảnh cãi Helen không? Cả nhà thấy không? Helen nhiều khi ảnh nói cái tánh ảnh vui vui, ảnh giỡn giỡn cà rỡn, Helen muốn sửa cái hình ảnh ảnh lại là giống như cho ảnh nhìn có vẻ như phong độ, cho phong cách một người đàn ông á. Anh nói trời, cái tật của anh hay giỡn vậy, anh múa máy vậy, nó anh hút chích mà anh giỡn vậy trên video người ta nhìn người ta sẽ nói là anh đang phê đồ này kia, anh hiểu không? Anh không, mà cái tánh của anh giỡn như vậy đó cả nhà. Thành ra cái tánh của người ta ai đâu có ai sinh ra perfect, cũng có cái này hay là bị mất cái kia, nhưng mà trong con người anh Quyền anh còn một cái tâm thiện anh vẫn còn. Thành ra khi mà anh gặp Helen, cái tâm của Helen tác động tới cái tâm thiện của anh, mở cái tâm thiện anh trở lại. Thành ra ảnh rất là thật thà, ảnh còn nhiều cái tốt lắm cả nhà. Mình đừng có nhìn trên video hay là đừng nhìn cái này cái kia, mình phải tiếp xúc rồi mình mới nhìn ra được. Không cần ảnh phải nói, mình cũng ít nhiều cũng phải nhận thức được ảnh như thế nào. Đó là Helen nhìn thấy như vậy. Bất cứ một cái gì mà ảnh cảm thấy có lỗi là ảnh xin lỗi, ảnh nói chuyện trước với Helen, mặc dù ảnh lớn tuổi hơn mình, ảnh nói ồ xin lỗi Helen nghe, vậy. Đó là cái sự cái thật của người ta đó cả nhà, cái sự thật của người ta. Việt Nam mình muốn nói một từ người Việt của mình á, cái tôi rất là lớn, muốn mở miệng nói cái một câu xin lỗi nó rất là khó khăn cả nhà. Nhưng mà anh Quyền lớn hơn mình, ảnh là một người sống ngoài đường nữa mà ảnh vẫn nói được cái câu đó, thì cả nhà nghĩ anh như thế nào? Ảnh đâu có tệ đến nỗi mà giống như mấy cái video cũ ngày xưa mà người ta quay ảnh đâu. Ai cũng nói mình sân si này kia, mình đâu có nói tên ai. Thì những cái video đó Helen thấy được thì Helen chỉ nói lại để Helen nhắc nhở cả nhà. Từng gì những cái video mà cả nhà nghe từ một phía mà chà đạp anh Quyền thêm. Helen nói thiệt, anh có cái tốt của anh. Khi anh đi phát đồ với Helen mới có một lần thôi, nhưng mà anh rất tỉ mỉ, tận tâm. Và ông hỏi từ người, coi người nào ăn cái gì, anh cho đàng hoàng. Anh còn anh thấy nhiều người nước ngoài người ta không biết dùng tương ớt hay này kia, là anh cầm hai cái chai tương ổng đưa lên, nó hỏi ồ mọi người giống như là cô hay cậu gì có thích cái thích tôi để cái này vô hôn này, này kia. Anh tỉ mỉ không mà nói thiệt. Còn mọi người cứ nói con mắt anh trợn lên trợn xuống, hồi đó mình nói ảnh, mình cũng có nói góp ý với ảnh, mình nói sao anh nói chuyện bằng mắt anh cứ trợn trợn, người ta nói anh này kia. Anh nói con mắt của ảnh á là lúc trước á anh hút chích á, rồi mấy người xung quanh đó ổng á có quýnh giống như quýnh cái gì trúng con mắt ảnh, bây giờ con mắt ảnh nó bị damage, nó không có bình thường nữa. Thành ra con mắt của ảnh nó bị như vậy đó, là nó bị cái thương tật đó, chứ không phải là ảnh trợn lên đâu cả nhà. Mắt ảnh nó như vậy á, ảnh nói lần đó bị người ta đánh trúng hay gì đó, rồi thành ra con mắt ảnh bị có tật. Thì giống như cả nhà nói, những cái ý kiến cả nhà góp ý á, hai lần cũng thấy rồi, hai lần cũng góp ý rồi, ảnh mới nói ra thì mình mới biết, chứ ảnh nói sao mình biết cả nhà. Hay là không biết, mà cả nhà không có hỏi á, thì Helen cũng không có tỉ mỉ nhìn hết được cái sự việc như vậy cả nhà. Thì sometime á, có lúc Helen đọc comment thì Helen thấy những cái comment nào đó, ví dụ những cái sự góp ý của cả nhà, Helen cũng tiếp thu, cũng thấy cái gì sai thì Helen sửa, thì thấy anh Quyền có cái gì sai Helen cũng sửa. Nhưng mà cái tiếng nói Helen sao Helen sửa được cả nhà, mà Helen nói chuyện cũng nhanh thiệt á. Helen cũng cảm thấy vậy, khi mà bình thường hay là nói như vậy hay là thấy nhanh ha. Đó bây giờ gắng đang tập lại, mà khi hay là vô có YouTube á, hay là cũng thấy mình nói nhanh nữa cả nhà, không biết làm sao nữa. Giờ sao rồi sửa, tại vì ông trời cũng sinh ra có nồi phải có cái nắp. Ông xã mình thì nói chuyện từ 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 tốn, cẩn thận kỹ lưỡng, còn mình cứ ào ào phan tới à. Mà giống như á thì bởi vậy mình mới là có duyên vợ chồng với ông xã của mình, tại vì ổng là cái nồi, mình là cái nắp, chứ còn hai đứa hai cái nồi hết thì mình nấu nồi, mình nấu đồ sao chín cả nhà, phải có đồ đậy lại. Ví dụ mình nấu nồi cơm cũng phải có cái nắp đậy lên cơm nó mới chín, đúng không? Thì đó, ông xã mình từ từ thì mình lại nói nhanh nói lẹ. Trời, ổng sanh ra vậy rồi cả nhà. Người ta mà nếu mà bơ phịch quá thì đã là hả, là tiên tri hay là cái gì rồi. Mình là người phàm, thành ra mình không có được bơ phịch như vậy cả nhà. Thì cái khuyết điểm của Helen, trước khi Helen làm YouTube, Helen nói ông xã Helen rồi, anh ơi, cái tiếng của em nghe không có cảm tình, em chỉ có trở ngại vì cái vấn đề đó thôi. Với lại khi mà mình dẫn dắt một cái câu chuyện ấy cả nhà,
mình bị lôi cuốn vô, mình nói nguyên thiên như vậy mà không biết ở đâu, đâu trong đầu mình cứ ra hoài vậy cả nhà. Chứ hồi xưa ở Việt Nam đúng mình cũng có nói nhưng mà không nói nhiều như vậy. Qua đây một thời gian đầu mình ít nói hẳn đi, nhưng mà sau này mình lại nói nhiều lại. Chắc mình nghĩ tại cái tâm của mình á, nó không còn, mình không có còn toan tính về kinh tế hay là hơn thua với đời nữa. Thành ra khi cái tâm của mình mà nó đã là khom xuống rồi cả nhà, thì những cái điều mà những cái điều mình nói ra mình không hại ai á cả nhà, nó đâu nó cứ tuôn 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 ra vậy đó. Nói giúp người chứ đâu có nói hại người đâu, nói hơi nhiều nhưng mà mình nói mình giúp người mà. Cả nhà có công nhận không, bây giờ nếu mà ai đọc comment của mấy cái YouTube của Helen á, lúc Helen mới làm anh Quyền á, là anh Quyền bị chửi không à cả nhà, bị chửi không à, tại vì do những cái YouTube trước của anh Quyền á bị chà đạp nhiều quá. Rồi bây giờ cả nhà đọc mấy cái YouTube gần đây nè, bắt đầu mọi người vô ủng hộ động viên tinh thần của Helen, xin lỗi, động viên tinh thần của anh Quyền, thì cả nhà thấy sao? Tùy theo cái người dẫn dắt cái câu chuyện, có thể hại người cũng có thể giúp người. Cũng một cái viết mà có người viết lên một cái câu chuyện cảm động lòng người, cũng một cái cây viết đó mà người khác cầm thì có thể viết lên một cái câu chuyện có thể triệt cái người đó không có lối thoát, bị chà đạp, bị chù dập. Cả nhà thấy không? Qua bên Helen, cây viết đó sẽ thành cây viết thiện, tại vì Helen sao, giúp người ta mình phải nâng đỡ người ta lên đó, giúp không được thì mình đi ra mình ngừng lại để cho người khác giúp, chứ không phải giúp người ta xong mình viết về một bức tranh đẹp về người ta, sau đó mình không giúp người ta được nữa, hai người không hòa nhập, mình lại dùng cái viết đó mình lại triệt người ta xuống, còn tệ hơn lúc mình chưa giúp nữa. Thì cả nhà nghĩ sao? Bởi vậy ăn thua người cầm cái viết đó có tâm hay không. Còn những người ví dụ mà vô cách không thích cách làm việc của Helen hai này kia, góp ý nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà again Helen cảm thấy không thổ thẹn với lương tâm của mình là được rồi. Dạ, Helen thấy Helen không phải là Helen không ý, Helen không phải nói là Helen làm đúng hết, nhưng mà Helen vẫn tiếp thu ý kiến của cả nhà, nhưng mà cái đầu quay cho mọi người ăn như thế nào là Helen vẫn giữ như vậy. Hai anh Mía. Hai. Hai. À, hôm nay Helen gặp anh Mía nói về vấn đề hôm trước mình có nghe. Ồ, hay hay hay. Hôm trước Helen có nghe về vấn đề anh Mía muốn về Việt Nam, mình tưởng anh về thăm gia đình thôi, thì Helen cũng có ý định muốn giúp cho anh Mía để ảnh có cái vé máy bay anh về. Là các bạn muốn mấy cái giấy này đừng đưa ra cái ấy, đừng đưa cái số ra. Thì bây giờ hôm nay Helen muốn phỏng vấn anh Mía về cái vấn đề vé máy bay để đi về Việt Nam ha. Thì Helen quen anh Mía nha. Vậy là anh Mía còn cái passport ha, có cái giấy đó luôn, đồ đúng rồi. Anh có gì nữa ta, anh xô xồ rồi chắc ăn có rồi phải không? Có Ồ, vậy giấy tờ anh đầy đủ, có anh có cần renew passport không? không renew passport này 10 năm mà anh gì? có anh có cái giấy đó cái mấy này năm rồi, là 10 năm lận nhưng mà anh có đó mấy năm mà nó coi chưa? mới mới có ở đây thôi, mới có rồi chừng 2 năm mãi, ok 2 năm vậy còn 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 xài được. Bây giờ Helen hỏi nè, hôm trước á Helen có nghe nói là anh Mía muốn cái cần cái vé máy bay về Việt Nam, thì Helen tưởng anh về thăm gia đình thôi, thì anh về thăm gia đình hay là anh muốn về ở luôn không ảnh? Ở luôn chứ còn về thăm gia đình là vì phải còn lo tới những điều gì ở gia đình cũng có nữa, nhưng mà điều là mình về mà mình phải có những điều gì đi làm ở đó thì thiệt ra chứ còn không có gì mình đi xuống biển rồi đi làm hay là này kia nọ thôi, chứ còn thì bây giờ mình muốn dạy, nhưng mà điều là trên cái đất này nó đi qua những cái đất nước của Việt Nam thì đôi lúc nó sẽ có những điều gì ở đó, thì ở đó mình theo cái dòng, nếu mà ở đây thì theo dòng thời gian này đó thì ở bên kia phải turn lại mới đúng, như vậy là không có chuyện gì xảy ra. Còn mà mình đi theo cái dòng này á, đôi lúc có chuyện gì xảy ra không biết, tại vì hồi đó là Mía mới về một lần đầu tiên thôi, Mía nói kìa. Anh có về Việt Nam lần rồi hả? Đi với Hằng Lý. Ồ vậy hả? Rồi anh về bản rồi sao anh, lúc đó anh muốn ở bản sao anh ở luôn, anh quay ngược Ở mà Hằng không cho, gia đình cũng không cho nữa, tại sao không biết nữa. Tại sao gia đình anh không cho? Không biết. Tại gia đình anh có không có muốn anh ở bản hả? Chắc có lẽ vậy, nhưng mà nhiều người không muốn mình ở đó. Tại sao? Không biết tại sao nữa. Bây giờ anh còn má, còn ba, còn anh chị em gì không? Ông già bà già thì không có rồi, ngồi trên bàn thờ rồi, cho nên mà mình về đó mình buồn Bây giờ anh về là anh ở với ai?
ở mới ngồi chơi đó đi, mới đi em ở bên đó không biết còn ai không, nhưng mà cũng phải về. Không, lần trước anh về anh ở nhà ai? Về ở nhà chị Dung, đi với lại hàng cà ly gì đó, đi phớt đồ ăn từ thiện cho ở Vĩnh Long. Ok, ý em hỏi là vậy nè, khi anh plan anh về Việt Nam bây giờ có ai ok, gia đình anh có ai ok để cho anh ở chung không? Cái đó thì không chưa biết, biết mình về. Thì ra cái vấn đề của anh á, là người nhà của anh á, kêu không có cho anh về bển á, là tại vì người ta không có muốn lo cho anh. Đúng rồi, chắc có lại, nhưng mà nói chứ mình đi mình phải gì, mình gì đó đôi lúc mình ở đây thì cũng được, nhưng mà không có điều gì cho nhưng mình mà anh về bển rồi anh lấy gì anh sống? Khi sống thì mình phải tự lo cho bản thân mình, còn lòng cho con chắc sinh ở trên bờ thì chắc có lại cũng không làm rồi. Cho nó hơi lạnh cả nhà. Bây giờ anh con về anh đi làm biển được không? Được chứ. Ok, bây giờ anh vậy nè, hay là như vậy nè. Hôm nay thì mình nói khoi quay phim giùm á. Hôm nay thì mình nói là hôm trước Helen có nghe anh Mía muốn kiếm cái vé, thì Helen cứ nghĩ là anh Mía về chơi rồi anh Mía qua, thì Helen sẽ tính giúp cho anh Mía cái vé. Nhưng mà cái vé máy bay á, mình không có đi ngay cái thời điểm mắc tiền, hiểu không? Thì nó cũng không có đến nỗi gì, Helen làm được. Thì hôm nay Helen mới đi khai thế về. Helen có một số tiền của thế cho lại. Thì Helen mới nghĩ, cũng có bạn với ông xã rồi, Helen có nghĩ là thấy anh Mía anh nói vậy, chứ bên đây ảnh sống ngoài đường lang thang cũng tội ảnh quá. Thì thấy ảnh cái ý định về Việt Nam thì mình nghĩ anh về ảnh thăm gia đình. Nhưng bây giờ nói với anh Mía rồi thì ảnh mới nói là ảnh muốn về bản ở luôn. Nhưng mà cái quan trọng của em nghĩ á, là giống như mấy người bên kia, người ta có ok để cho anh ở không? Thì em không có dám hứa với anh Mía ha, để coi anh về bản anh có gì làm được hay không. Nhưng mà trước mắt á, Helen sẽ lo cái vé máy bay cho anh về ha. Thì em hỏi những cái giấy tờ thì anh không cần làm gì hết. Bây giờ mình chỉ làm cam vé máy bay, mình mua vé máy bay, với lại mình mua, mình làm cái giấy gì đó mà để mình vô Việt Nam. Nhập cảnh. Nhập cảnh visa. Visa ha. Thì em nghĩ chắc đầu ra 1.000 trở lại em lo được. Nhưng mà anh có tiền của chính phủ cho tiền cho tiền mặt tiền không? Tiền chia cho 200 mấy. Còn tiền phúc tên thiện cho 200 mấy nữa, mỗi tháng nó được đây cũng được 500-600. Cái phút tem thì mình về Việt Nam là mình không có xài được nữa đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em nói anh tiếng nghe, trong thời gian này tiền chia mỗi, nó cho, mỗi một tháng nó cho mấy trăm anh lấy anh để dành đi, để dành đó. Đúng rồi. Anh để dành rồi khi bây giờ để Helen sẽ hỏi cái vé máy bay coi cái giai đoạn nào nó rẻ, thì anh tiếp cũng có mấy tháng để anh để dành cái tiền đó, thì Việt Nam có một số để xài. Nhưng mà Helen không có hứa nhiều, nhưng nếu anh về bển Helen làm vẫn còn đi làm được, vẫn có kinh phí từ YouTube, Helen sẽ cho anh không hứa nhiều nha, nhưng mà around 50 đồng với 100 đồng trên dưới đó, nếu mà Helen sẽ support cho anh cái phần đó để anh sống bên đó. Khoi làm chứng nha, tại vì Helen không có hứa là nhiều hay ít, Helen không biết. Đúng rồi. Nếu mà Helen làm tiền YouTube có mà anh không có đi làm được kè biển bên đó thì Helen không có nhiều. Ví dụ 50-100 đô em sẽ giúp anh, em sẽ có địa chỉ của anh. Và mỗi tháng em sẽ gửi cho anh, ví dụ em gửi cho người thân của anh, ví dụ như là em gửi cho mấy tháng một lượt gì đó để người thân đó lo cho anh. Ha. Rồi bây giờ em lo cho anh chứ, em nói là em làm. Thì anh for sure là anh muốn về Việt Nam rồi đúng không? Tại vì để em thôi em mua vé máy bay anh đổi ý là mất tiền vé uổng tội nghiệp. Ha. Chứ em thấy ở đây là anh sống lang thang vậy là em thấy một đối với em á 1.000 đồng á không nhiều không ít, nhưng mà hôm nay sẵn em cũng đã mới khai thế, em có tiền thế nó cho lại em ít thì em lấy em giúp anh. Thì trong thời gian hiện bây giờ em muốn anh là như thế nào, cái tiền mà chính phủ cho tiền mặt anh á anh để dành cho Helen, thì dù sao anh cũng có một số vốn khi anh về Việt Nam anh giữ đó để anh xài từ từ. Thì anh em sẽ cho anh có dùng Facebook không? Anh có dùng cái gì để em liên lạc với anh sau thời gian anh về Việt Nam không? Việt Nam là dùng những điều gì Facebook là phải, mà dùng Facebook là cái chuyện Facebook là trên cái mặt mặt TV thì đôi lúc mình lên cái mặt TV á ở bên này nó phải biết mình ở Việt Nam, nhưng mà điều là có thể là có những cái điều gì ở Việt Nam hay không thì mình chưa biết được, cho nên mình phải nói trước những điều này. Khi mà mình về Việt Nam á thì mình ở, mình đã nhập cảnh, nếu mà mình về đó mình làm giấy tờ ở đó luôn á thì sẽ không có sao rồi. Có người gọi Helen